Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam huyện Định Quán tổ chức lễ khai giảng lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cấp cơ sở năm 2024. Theo đó, các học viên là chủ tịch, phó chủ tịch, ủy viên ủy ban hội, chi hội trưởng các cơ sở hội sẽ nghiên cứu, học tập những nội dung chính như tuyên truyền, học tập nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Định Quán lần thứ 6, nhiệm kỳ 2024-2029, kỹ năng nghiệp vụ công tác hội, kỹ năng sinh hoạt tập thể, kỹ năng thực hành xã hội cho thanh niên, triển khai luật tín ngưỡng tôn giáo và nghiệp vụ công tác tập hợp đoàn kết thanh niên tôn giáo dân tộc cho cán bộ hội các cấp và lực lượng nòng cốt. Qua lớp tập huấn nhằm trang bị cho cán bộ hội cơ sở những kỹ năng kiến thức căn bản về công tác Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, giới thiệu một số phương pháp mô hình hoạt động trong công tác đoàn kết tập hợp thanh niên để vận dụng vào thực tế tại từng địa phương.